Hơn 5.000 năm trước công nguyên, những người thợ gốm ở Iran đã tạo ra những sản phẩm như thế nào để phục vụ cuộc sống? Đó là nội dung chính của cuộc triển lãm Sản phẩm gốm cổ đại Iran vừa được khai mạc tại Viện Bảo tàng Smithsonian ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, du khách sẽ được thưởng lãm những tác phẩm gốm có thể nói là cổ xưa nhất của khu vực Tây Á, mà qua đó người ta nhận thấy rằng dù có niên đại cách đây tới 7 thiên niên kỷ, người Iran thời đó đã rất chú trọng đến hình thức của vật dụng thay vì sự thực dụng trong việc sử dụng hàng ngày. Những gì tôi thấy ở đây thật thú vị. Người cổ đại cách đây hàng nghìn năm ở Tây Á đã rất chú trọng tới hình thức. Họ đưa tất cả hình ảnh của những con vật ở xung quanh vào sản phẩm của mình. Còn những sản phẩm này thì có cùng niên đại với nền văn hóa Đông Sơn của Việt Nam, nghĩa là cách đây từ 2.000 đến 3.000 năm. Màu đất và các họa tiết hoa văn trang trí đơn giản có sự gần gũi đáng kể với các sản phẩm gốm của văn hóa Đông Sơn được tìm thấy ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì du khách cũng được chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm rất đặc biệt với màu đỏ cam đẹp mắt trong nhiều hình dạng khá độc đáo, minh chứng cho thực tế rằng các thợ gốm Iran cách đây hàng nghìn năm đã không sử dụng bàn xoay để tạo ra sản phẩm của mình. Không sử dụng bàn xoay thì có nghĩa là người ta tạo hình chúng đơn giản thông qua cách nặn bằng tay thôi. Điều này rõ ràng là không dễ. Phải có một đôi tay rất khéo léo mới tạo ra được những sản phẩm như vậy. Triển lãm này rõ ràng cho thấy văn minh Tây Á đã phát triển từ rất sớm, bởi những thợ gốm Iran đã ở trình độ chế tác cao cách đây nhiều thiên niên kỷ. Mặc dù không phải là một triển lãm lớn, với chỉ khoảng vài chục cổ vật được trưng bày, nhưng với niên đại hàng nghìn năm cùng sự độc đáo của từng sản phẩm, triển lãm sản phẩm gốm cổ đại Iran vẫn thu hút nhiều du khách tới thưởng lãm. Đến với triển lãm này, du khách sẽ có một cái nhìn cụ thể về nền văn minh Iran nói riêng và khu vực Tây Á nói chung thời cổ đại, khi mà thậm chí con đường tơ lụa nổi tiếng nối liền khu vực Đông Á và Tây Á còn chưa hình thành. Triển lãm mở cửa miễn phí chào đón du khách đến thăm thủ đô Washington trong những tháng tới đây.